Thưa quý vị, và chắc hẳn rằng là trong mùa hè nắng nóng như thế này thì khi mà chúng ta đi ra đường luôn phải có những cái vật dụng cũng như là quần áo bảo hộ. Và khi nhắc tới các vật dụng đi ra ngoài vào mùa hè, đối với mọi người chắc chắn thì không thể bỏ qua, đó chính là chiếc áo chống nắng. Và cứ thử hình dung dưới cái nắng gay gắt khoảng từ 30 cho đến 40 độ C, nắng nóng này, khói bụi này thì sẽ chẳng ai muốn để lộ làn da của mình ra bên ngoài. Chưa kể là khó chịu thì tổn hại đến sức khỏe và là điều nhất định xảy ra nếu như mà chúng ta coi thường và bỏ qua cái việc tránh nắng. Thực tế thì việc chúng ta phải ra đường vào những ngày hè oi nóng như thế này đã trở thành một cực hình, khi việc mà vừa ra đường với một cái thời tiết như là chảo lửa nóng đực kết hợp với hiệu ứng bê tông, hiệu ứng nhà kính đã trở thành nỗi ác mộng của rất là nhiều người. Và để chống lại tình trạng đó thì mỗi người đều sẽ có những cái biện pháp rất khác nhau để tránh nắng ngoài đường, như là có người sẽ dùng kem chống nắng, hay như là sử dụng các biện pháp phổ thông hơn là bịt kín từ đầu cho đến chân của mình bằng găng tay, khẩu trang, váy chống nắng hoặc là những cái chiếc áo chống nắng chuyên dụng 2 cho đến 3 lớp. Thực ra thì Vân Anh nghĩ rằng là với những cái thời tiết nóng nực, ví dụ như là ngày hôm nay bây giờ đi, chúng ta ra đường thì chắc chắn rằng là không thấy ít những ninja mà họ sẽ từ đầu đến chân là bịt kín. Có thể là chúng ta quen nhau, thân thiết với nhau nhưng mà ra đường gặp là không ai nhận ra ai cả. Bởi vì ngoài hai con mắt, à thứ hai mắt đôi khi cũng bịt kín vì đeo kính rồi. Đeo kính là len nữa. Từ đầu đến chân là chúng ta không nhận rõ đó là khuôn mặt nào, có thể nhìn qua dáng hình thôi. Nhưng mà với thời tiết nóng này thì Vân Anh nghĩ rằng không chỉ một trong các phương pháp đâu, mà chúng ta phải kết hợp tất cả các phương pháp. Dù là chúng ta mặc áo chống nắng này, bịt mũ chống nắng hay là đeo kính dày đến đâu thì chúng ta cũng cần bôi kem chống nắng. Và không chỉ cần bôi kem chống nắng cho gương mặt của mình mà cả cho cổ này, cho chân tay, bởi vì là nó sẽ giúp chúng ta hạn chế những ảnh hưởng của tia cực tím gây hại cho da, cũng là có thể gây ung thư da nếu như mà chúng ta tiếp xúc với ánh nắng trong một khoảng thời gian dài. Và ngoài ra thì việc mà chúng ta lựa chọn những cái dụng cụ chống nắng, áo chống nắng như thế nào để đảm bảo an toàn cũng như là chất lượng thì cũng là một điều cần lưu ý. Và với các chị em phụ nữ thì áo chống nắng thực sự đã trở thành một người bạn thân thiết bất ly thân khi mà mùa hè đến. Áo chống nắng thì giúp chúng ta ngăn chặn sự tiếp xúc của da với tia bức xạ cực tím. Loại tia không chỉ gây ra cháy nắng mà còn gây tổn thương lâu dài cho da và mắt, gây lão hóa da sớm, ung thư da và rối loạn trong mắt, ví dụ như là đục thủy tinh thể. Thưa quý vị, rằng là mặc dù là chúng ta thấy là chiếc áo chống nắng ở thời điểm hiện tại rất là hữu ích, nhưng mà việc sử dụng không đúng cách thì áo chống nắng cũng sẽ tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ mất an toàn giao thông rất nghiêm trọng. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, đa phần chị em phụ nữ khi điều khiển xe máy tham gia giao thông đã sử dụng rất nhiều phụ kiện để chống nắng, từ mũ rộng vành lót ở phía trong mũ bảo hiểm cho đến áo chống nắng, váy chống nắng và ngay cả là bịt mặt, khiến cho cơ thể bị bịt kín mít đi và mất đi khả năng quan sát. Khi mà chúng ta giao thông thì sẽ dẫn đến tình trạng là mức độ tham gia giao thông sẽ bị giảm đi, dễ xảy ra những trường hợp tai nạn giao thông. Ngoài ra thì đã có trường hợp tai nạn bởi phần vạt của váy áo chống nắng dài lướt thước, chị em sẽ bị quấn vào những chiếc bánh xe khiến người điều khiển bị kéo giật lại phía sau và ngã xuống đường. Và thường với những chị em mà tay lái yếu á, thì khi mà gặp phải những cái trường hợp này chúng ta không biết cách xử lý. Và nếu như mà đi ra đường chúng ta thường gọi nhau bằng những cái cụm từ quen thuộc và vui với nhau rằng là những ninja lead. Tại vì thường khi mà đi những chiếc lead là những chị em phụ nữ, và đi khi ra đường như thế là các chị em cứ đeo những cái chiếc mắt kính này, mũ rộng vành ở phía trong, mũ bảo hiểm này, rồi cả là áo chống nắng dài thước tha nữa. Vì thế không có để ý được là cái việc mà chúng ta rẽ trái hay rẽ phải là có xe nào đằng sau hay không, hay là cái việc mà chúng ta lưu thông trên đường chúng ta có va phải ai hay không. Và khi mà các anh đi trên đường mà gặp phải những cái chị em ninja lead như thế này á thì rất là hoảng hồn và rất là sợ, vì không biết được rằng là sắp tới các chị em đi xi nhan trái hay là xi nhan phải hay là sẽ như thế nào, chúng ta không thể nào mà lường trước được cả. Vâng, và thưa quý vị, những cái sự vụ mà té xe rồi kéo theo người khác ngã theo mình liên quan đến những cái vụ việc mà do mặc áo chống nắng và những cái thiết bị chống nắng gây nên là một trong những cái sự việc là quá là dễ bắt gặp trên đường phố trong mùa hè nắng nóng này. Và liên quan đến sự việc này thì mới đây nhất thì Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Hà Nội cũng đã vừa cho biết họ đã vừa phẫu thuật tạo hình nắng chỉnh xương gò má cho một bệnh nhân 15 tuổi là nữ sinh lớp 9 ở Sóc Sơn, Hà Nội. Em bị tai nạn do áo chống nắng cuốn vào bánh xe đạp của mình. Ngày 10 tháng 7, sau lễ bế giảng năm học, bệnh nhân này được bạn chở trên xe đạp về nhà. Trong quá trình di chuyển, không may chiếc áo chống nắng cuốn vào bánh xe phía sau khiến em ngã đập mặt xuống đất, bất tỉnh. Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba, bệnh nhân được xác định bị gãy xương gò má hai bên trái, xây sát toàn bộ vùng da mặt trái, hai mắt phù nề, ảnh hưởng tới thị lực.
Những trường hợp vẫy còn má cung thiết bên trái này thì bọn mình sẽ phẫu thuật nắn lại, đưa xương về vị trí giải phẫu bình thường và đặt những cái nẹp vít để giữ lại cái vị xương đúng của bệnh nhân. Và sau khi phẫu thuật kết thúc thì bệnh nhân sẽ được dùng thuốc trong khoảng 5 ngày. Giảm phù nề thì bệnh nhân sẽ được ra viện. Ngày 13 tháng 7, các bác sĩ đã mổ nắn chỉnh lại xương về đúng giải phẫu ban đầu. Đến nay, khuôn mặt của bệnh nhân vẫn sưng nề. Dù vết thương đã giảm đau, nhưng em còn bị ám ảnh, sợ hãi. Trước đó, các bạn em cũng từng gặp những tai nạn tương tự, tuy nhiên không quá nặng nề. Áo dài đến chỗ chân, xong ngồi xe đạp, ngồi sau nó bị quấn ở lấy xe. Người không để ý, tại thường ngày mặc thế không bị gì. Lâu nay, áo chống nắng trở thành vật bất ly thân của nhiều chị em phụ nữ khi ra đường dưới trời nắng nóng. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo các vạt áo quần dài loa xòa dễ cuốn vào bánh xe, có thể gây thương tích cho bản thân, cho người khác hoặc gây mất tay lái, dẫn đến tai nạn. Nhẹ thì xây rứt tay chân, nặng hơn là gãy xương gò má, xương hàm, thậm chí chấn thương sọ não. Bên cạnh áo đi nắng, các tai nạn do áo mưa cũng thường gặp tại khoa phẫu thuật hàm mặt. Trung bình mỗi năm, khoa tiếp nhận từ 20 đến 30 ca. Áo mưa nó vướng và nó cồng kềnh hơn trong lúc thời mưa di chuyển, những cái phương tiện đi bên cạnh người ta không quan sát được tốt, rất dễ gây ra những cái tai nạn giao thông. Để hạn chế các vụ tai nạn đáng tiếc, người dân nên chọn áo váy chống nắng không quá dài rộng. Khi ngồi trên xe hoặc điều khiển xe, nên kéo khóa vén áo gọn gàng, không để áo chùm vào phần đuôi xe. Ngoài ra, tránh những chiếc váy quay có chất liệu thun mềm vì khi đi xe rất dễ bị cuốn vào bánh sau. Đồng thời chịu khó quan sát và chấp hành luật giao thông để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Quả thực khi mà biết thông tin trên báo chí đăng tải là một nữ sinh bị tổn thương mặt nghiêm trọng do áo chống nắng thì Vân Anh cảm thấy tá hỏa, bảo tại sao áo chống nắng lại liên quan tới việc hỏng mặt của một nữ sinh. Tức là lúc đấy mình chưa hình dung được cái câu chuyện là liên quan tới tham gia giao thông này, rồi là áo chống nắng cuốn vào bánh xe, mà chỉ nghĩ tới việc là áo chống nắng lại bị tổn thương mặt. Mình nghĩ là hay là có một cái loại chất nào áo chống nắng mà có thể khiến chúng ta bị tổn thương như vậy. Và khi mà biết cái câu chuyện này thì mình nhận thấy rằng là thực tế là không chỉ áo chống nắng đâu, mà ngày xưa khi mà nói câu chuyện trời mưa, chúng ta đã cũng rất là nhiều lần nhắc tới việc là cái tà của áo mưa rất là dài và rộng, và nếu như chúng ta không để ý thì sẽ bị cuốn vào bánh xe và gây tai nạn. Hay là với những ai mặc áo dài như chị em mình như thế này rồi, nhưng mà không phải ngồi một chỗ mà chúng ta đi đường, ngày xưa hồi cấp 3 đi xe hay đạp, đi xe này, đạp đó, bây giờ là đi xe máy mà chúng ta không để ý thì cũng rất dễ là một tà của áo dài sẽ cuốn vào bánh xe, và lúc đó thì cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt là nếu như người cầm lái không vững, hoặc là thường là các chị em phụ nữ, thì đôi khi cái việc xử lý của chúng ta bị trễ nhịp, và có thể rất là nhiều những nguy cơ xảy ra. Và trong phóng sự vừa rồi chính là một trong rất nhiều câu chuyện liên quan tới việc là cái tà vạt áo dài hay là áo chống nắng cũng như áo mưa quấn vào bánh xe. Trước đó thì phải kể tới những trường hợp như là một phụ nữ bịt khẩu trang, mặc áo chống nắng kín mít và chạy xe máy, bật xi nhan sang đường tuy nhiên lại thiếu quan sát, và người này tạt đầu ô tô, bị tông sõng xoài và nằm đau đớn trên đường. Hay là một người phụ nữ khác mặc áo chống nắng, bịt mặt điều khiển xe máy, vượt đèn đỏ không quan sát và bị xe bán tải đi từ bên phải hất văng, lộn nhiều vòng trên đường tại Đắk Lắk, đều là những việc thương tâm do bất cẩn việc sử dụng áo chống nắng cũng như những dụng cụ chống nắng mà chúng ta bị khuất mất tầm nhìn hoặc là chúng ta khó quan sát. Dạ vâng, và em thấy rằng là không chỉ có cái việc là áo chống nắng chúng ta bị rộng và dài thước tha quấn vào các bánh xe không đâu, mà ngay cả là có bây giờ những cái chiếc áo chống nắng mà nó đi xuống tới cả phần gót chân á, nó quá dài và nó ôm vào chân của chị em phụ nữ, nên là khi mà di chuyển bằng những cái chiếc xe mà ở phần trên phía dưới mà rộng quá thì lại không có tiện cho cái việc rằng là bẻ lái hoặc cái việc di chuyển nó rất là khó khăn, như là chúng ta mặc những cái chiếc váy ôm chẳng hạn, hay là chống chân cũng khó. Dạ vâng, đúng rồi, và ngay cả là cái việc bây giờ cũng sẽ có thiết kế rằng là những chiếc quần chống nắng nhưng mà nó cũng quá dài để mà chị em của chúng ta dễ thuận tiện ở trên đường, nên là dù là với cái thiết kế gì chăng nữa thì cũng đem lại rất là nhiều những cái bất lợi khi mà chúng ta tham gia giao thông đối với những cái chiếc áo chống nắng hay là những cái chiếc váy chống nắng. Và vì vậy, để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh khi tham gia giao thông vào những ngày nắng nóng thì chị em nên chọn những trang phục một phần nào đó sẽ phải gọn gàng, vừa đủ che cái làn da của mình, không nên mặc những loại váy áo lòe xòe hoặc là che đầu này, che mặt kín mít làm khuất đi tầm nhìn, tránh những chiếc váy quay có nguyên liệu thun mềm khi đi xe dễ bị cuốn vào bánh sau, hoặc là khi mặc váy chống nắng phải để vạt váy áo chống nắng gọn lại,
cuốn vòng quanh chân, không lòe xòe, dễ gây nên tai nạn. Ngoài ra thì chị em tuyệt đối không sử dụng mũ rộng vành phía trong rồi đội mũ bảo hiểm ở bên ngoài để đối phó với lực lượng chức năng. Bởi khi đó thì chiếc mũ bảo hiểm trong trên, dây cài bị lỏng lẻo thì cũng sẽ không còn chức năng bảo vệ vùng đầu nếu như mà chúng ta xảy ra sự cố. Hơn nữa thì mũ rộng vành che nắng sẽ làm cản trở đi tầm nhìn và khi gió to dễ dẫn đến là lật đi cái vành mũ, che kín tầm nhìn khiến cho em ngã xe hoặc là tự gây tai nạn giao thông cho chính bản thân mình. Hoặc là có những cái chiếc áo chống nắng mà liền cả từ mũ cho đến thân á thì rất là khó vận động. Ví dụ như ngay cả là cái việc mà chúng ta di chuyển người hay là việc mà chúng ta quay đầu để mà nhìn về phía sau hay là nhìn kính chiếu hậu chẳng hạn cũng rất là khó khi mà chúng ta mặc cả thân liền như thế này thì khó vận động và ngay cả là những cái thao tác khi mà chúng ta di chuyển hoặc tham gia giao thông thì cũng rất là bất tiện. Nói về cái vấn đề mà mặc áo chống nắng này thì Khánh Phương nghĩ là Khánh Phương có kinh nghiệm nhiều hơn Phương Anh. Và đứng ở trên góc độ là một người thường xuyên cũng sử dụng áo chống nắng thì thực ra thì Phương lại nghĩ khác Phương Anh một xíu. Bởi vì áo chống nắng sinh ra là để bảo vệ cho chúng ta tránh khỏi những cái mà cái nắng, cái nóng đến từ tia cực tím. Có chăng á, là do cái cách chúng ta sử dụng áo chống nắng nó không phù hợp với lại chiều cao của mình và nó không phù hợp với lại điều kiện hoàn cảnh cái chiếc xe của mình đang dùng. Hoặc là khi mà dùng áo chống nắng á, che từ trên xuống dưới mà chúng ta lại quên mất là cái xe của mình cần phải bố trí cái kính chiếu hậu. Bởi vì khi mà mặc áo chống nắng mà những cái loại chống nắng mà che phủ từ trên đầu xuống dưới gót chân của mình á mà có mũ nữa thì thường nó sẽ che khuất luôn cái tầm nhìn hai bên phía bên hông mắt của mình như thế này. Thì khi đó thì chắc chắn rồi xe của chúng ta phải có những cái gương chiếu hậu. Thì khi đi đường như vậy chúng ta muốn xi nhan rẽ trái, rẽ phải thì chúng ta cũng có thể có cái gương chiếu hậu đó để quan sát tầm nhìn phía sau của mình. Có chăng là những cái người phụ nữ, Thánh Phương không nói là đại đa số, nhưng mà chắc chắn rồi những cái người mà không có bố trí gương chiếu hậu hoặc là dùng những cái chiếc áo chống nắng này không phù hợp với lại cái chiều dài cơ thể của mình thì sẽ gây ra cái việc mà đi đứng cũng rất là bất tiện và khó khăn trong việc di chuyển. Từ đó mà dẫn đến việc là chúng ta mặc áo chống nắng để bảo vệ mình nhưng mà vô tình lại gây hại cho những người khác, những cái người mà lưu thông xung quanh mình, đúng không ạ? Cho nên vì vậy mà nếu nói theo phân tích theo cái góc của nhìn của Phương Anh thì lại vô hình chung lại đổ ai cho áo chống nắng mất rồi. Bản thân Khánh Phương cũng là một người sử dụng áo chống nắng thường xuyên. Mình thấy là cái việc mà sử dụng áo chống nắng, nhất là di chuyển dưới cái nắng nóng của mùa hè ở tại thủ đô Hà Nội mà mặc áo chống nắng tầm từ 2 đến 3 lớp mà vải lanh á, hơi mát mát một xíu thôi thì nó giúp ích mình rất là nhiều trong việc di chuyển. Thứ nhất là đỡ oi nóng này, thứ hai là mình có cảm giác yên tâm hơn khi mà di chuyển trên đường, không sợ da phải bị đen nữa. Vì cũng tương tự như áo mưa thì áo chống nắng là chiếc áo với chức năng dành riêng cho một cái kiểu thời tiết nào đó, và rõ ràng là khi được đặt tên là áo chống nắng thì tức là chiếc áo đấy được dành cho cái việc là những cái ngày thời tiết nóng nực. Và điều quan trọng ở đây là chúng ta lựa chọn kiểu dáng, lựa chọn chất liệu như thế nào và làm sao mà phù hợp với vóc dáng của mình, cung đường di chuyển của mình cũng như là chiếc xe của mình, để từ đó chúng ta sẽ phát huy tối đa hiệu quả của chiếc áo chống nắng cũng như là giảm thiểu đi những cái rủi ro mà nếu như chúng ta bất cẩn gây nên. Và câu chuyện lựa chọn áo chống nắng trên thị trường thì có lẽ là cái điều mà chúng ta cứ nói hoài nói mãi nhưng mà chưa bao giờ hết hot cả, bởi vì cứ mỗi mùa hè đến thì tất cả các chị em lại xôn xao việc là phải chọn áo chống nắng như thế nào. Mà đôi khi là chúng ta chỉ quan tâm tới việc là áo này năm nay có màu có hot trend không, ví dụ năm nay trend là màu tím chẳng hạn, hay là những cái màu xanh min chẳng hạn, hay là áo này liệu rằng là mình mặc vào trông có ra đường, trông ai nhận ra có bị quê quá không, hay là áo này mình mặc có đẹp hay không, mà chúng ta quên đi cái điều quan trọng nhất là chiếc áo này phải phù hợp với bản thân mình, vóc dáng này, phù hợp với việc là mình di chuyển thuận tiện này, cũng như là làm thế nào để phát huy được là che chắn làn da của mình cũng như chống được tia cực tím. Nhiều người thì cũng nghĩ tới việc là chọn chất liệu thoải mái một chút, nhưng mà chúng ta lại chỉ cần việc là mát mát thôi, nhưng mà quên mất việc là chống nắng, tức là không quan tâm tới là che được UV hay không, hay là chống được tia cực tím hay không, chỉ cần che nắng cảm giác là tay mình đỡ rát là được. Và như vậy thì rõ ràng là chúng ta cũng chưa chọn được áo chống nắng đúng cách, đúng không nào? Đúng rồi, rất là đồng ý với lại quan điểm của chị Vân Anh. Khánh Phương thấy là hiện nay trên thị trường áo chống nắng á, Phương Anh cũng có rất là nhiều những cái loại mà áo chống nắng mà đi theo cái màu hot trend như là màu tím muôn này, rồi màu xanh min, màu xanh bạc hà đấy, rồi những cái màu khác, màu hồng nude, hồng pastel. Nhưng mà khi mà cầm những cái chiếc áo chống nắng đó lên
thì chúng ta thấy là nó chỉ có 1 cho đến 2 lớp thôi. Cái này không phải là Phương nói xấu những cái loại áo chống nắng mà theo màu hot trend, nhưng mà nhìn chung thì những cái chiếc áo mà có những cái màu sắc như vậy thì đại đa số những cái nhà sản xuất thường chỉ sản xuất là từ 1 cho đến 2 lớp và thun rất là mỏng. Mặc lên người thì có cảm giác là cái màu nó rất là dễ thương, nó rất là cute, nhưng mà thực chất về cái hiệu quả chống nắng và chống nóng thì nó không có bằng những cái áo chống nắng 2-3 lớp. Như Khánh Phương đang mặc cái áo chống nắng 2-3 lớp, nhiều người cứ bảo là tại sao dày quá. Nhưng mà bản thân Phương á, thì tùy vào mục đích sử dụng của từng người đúng không? Với Phương thì Phương thấy là khi mà sử dụng những chiếc áo chống nắng này á, khi mà ra đường, thứ nhất là mình an tâm hơn. Thứ hai là bởi vì cái thời tiết cái nắng nóng tại thủ đô Hà Nội á, rất là oi và rất là rác. Vì vậy khi mà mình mặc áo chống nắng nhiều lớp, mình có cảm giác là mình đỡ rác hơn so với những cái chiếc áo mỏng hơn mà mát hơn. Dạ vâng, đúng như vậy. Và giống như là chị Khánh Phương và chị Vân Anh chia sẻ thì dường như rằng là nhu cầu của mỗi người, ngay cả là người lớn và trẻ nhỏ bây giờ thì cũng rất là cao về cái việc mà chúng ta ra đường phải che chắn cẩn thận. Nên là dường như mỗi người khi bây giờ đi ra đường thì sử dụng áo chống nắng như là một cái hot trend, và có rất là nhiều những kiểu dáng được cập nhật cũng như là những màu sắc, mà chúng ta quên một điều rằng là cái áo chống nắng tác dụng của nó là để chống nắng. Vì thế mua những cái màu sắc rất là sặc sỡ, những màu sắc rất là rực rỡ. Nhưng mà chúng ta biết một cái nguyên lý là khi mà mặc những cái màu càng nổi khi đi ra ngoài nắng thì nó lại càng dễ bắt nắng và làm da của chúng ta bị nóng lên nữa. Và rõ ràng khi mà đi ra đường nhìn những cái chiếc áo ví dụ như là màu đỏ, màu cam thì ngay cả chính bản thân những người tham gia lưu thông thì cũng bị chói mắt và ảnh hưởng đến tầm nhìn cũng như là sự quan sát của họ. Vì thế là chúng ta nên hạn chế chọn những cái chiếc áo chống nắng màu quá chói này, hoặc là nhiều họa tiết, hoặc là nhiều hoạt hình quá, hoặc là những cái chiếc áo chống nắng mà chúng ta nghĩ rằng là với những cái chất vải đó thì sẽ làm chúng ta, sẽ da của chúng ta sẽ thông thoáng hơn, ví dụ như những cái áo mà từ vải lưới chẳng hạn. Nhưng mà vô hình chung vải lưới khi mà đi ra nắng thì khi mà những cái tia nắng mà xen kẽ vào thì dĩ nhiên là sẽ làm da của chúng ta vẫn bị đen như bình thường, nên là chúng ta quên đi điều đó. Và thật sự là mọi người phải cần một cái sự quan tâm đúng cách với áo chống nắng, vì thị trường bây giờ có rất là nhiều những cái loại áo chống nắng khác nhau, rất nhiều những loại giá cả khác nhau. Mọi người thường nghĩ rằng là chắc là áo chống nắng chỉ theo mình một khoảng thời gian ngắn thôi, nên là mua với giá tiền tiết kiệm. Nhưng mà bên cạnh đó, càng tiết kiệm tiền càng với giá thành rẻ thì chiếc áo chống nắng đó không đem lại hiệu quả gì cả. Chỉ mặc một thời gian mình cứ nghĩ rằng là tâm lý mình được thỏa mãn rằng là đây là chiếc áo chống nắng và chắc ra đường mình sẽ không bị gì đâu. Và khi nắng mà khi da mình bị đen thì đổ ra rất là nhiều những cái lý do khác nhưng mà không phải là do áo chống nắng. Nhưng mà vô hình chung đó chính là cái chiếc áo chống nắng mà bạn mặc không đem lại hiệu quả cũng như là không đem lại chất lượng gì cả. Đồng tình với một quan điểm của Phương Anh, đó là thường mọi người thích mua áo chống nắng rẻ bởi vì mọi người nghĩ rằng là lúc mà ra đường đằng nào cũng không ai nhìn mình, chỉ cần một chiếc áo đảm bảo công dụng là che nắng tạm thời thôi, cũng như là mọi người cảm thấy rằng là không cần thiết phải đầu tư một khoản tiền cho áo chống nắng. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta nghĩ được về bản chất vấn đề, áo chống nắng là chiếc áo dành cho sức khỏe. Đúng. Thì mọi người sẽ nghĩ hoàn toàn khác. Đôi khi chúng ta có thể bỏ ra vài trăm ngàn rồi vài triệu đồng cho một bộ váy, một chiếc áo với nhu cầu là trưng diện trong một dịp nào đó thôi. Chúng ta không cảm thấy tiếc. Nhưng với chiếc áo chống nắng mà ngày nào ra đường chúng ta cũng phải mặc, rồi đôi khi chúng ta dùng từ mùa hè năm này sang mùa hè năm khác và có rất là nhiều công dụng cho làn da, cho sức khỏe của chúng ta, thì chúng ta lại tiếc vài chục nghìn, vài trăm nghìn mà quên đi mất những cái tác dụng cần thiết nhất của áo chống nắng. Đúng rồi, rất là đồng ý quan điểm của cả Phương Anh và của cả chị Trịnh Phương Anh luôn. Phương thấy là ngày nay thì thị trường áo chống nắng thì dao động với rất là nhiều những khung giá khác nhau, từ hơn trăm cũng có này, và đắt đắt hơn xíu thì tầm khoảng 300 mấy là chúng ta đã có một cái áo chống nắng vừa có thể thỏa mãn cái nhu cầu là thẩm mỹ ở phía bên ngoài này, mà cái chất lượng áo chống nắng cũng rất là tốt nếu như mà chúng ta tìm mua đúng cái chỗ mà sản xuất uy tín, đúng không ạ? Và ngoài ra thì chúng tôi cũng muốn nói thêm, bổ sung thêm nữa một cái số công dụng của áo chống nắng nếu như chúng ta chọn đúng cái loại vải phù hợp. Thực ra thì có rất là nhiều người nghĩ giống như Phương Anh lúc nãy á, khi mà chống nắng phía bên ngoài thì chúng ta chỉ cần mặc một lớp thôi và không quan tâm đến chất liệu của cái áo chống nắng đó là gì. Bởi vì nhiều người nghĩ á, đôi lúc những cái chất liệu mà nó quá dày đi nó sẽ khiến cho mình bị bí rồi cảm giác là nóng bức hơn bình thường. Vì thế mọi người thường quan điểm là sẽ chọn một cái chất liệu là vải voan này, hoặc là vải mà đúng rồi, vải lanh nhẹ nhẹ hơn. Nhưng mà vải lanh nó lại khác như thế này. Vải lanh nếu một lớp thì nó lại không có tác dụng là chống nắng, chống nóng. Nhưng mà nếu như mà may từ 2 đến 3 lớp thì mặc vải lanh trong cái mùa hè oi bức như thế này cực kỳ, đúng rồi, nó thấm mồ hôi tốt và nó rất là kiểu là vừa chống nắng, chống nóng mà nó cũng khá là mát nữa. Cho nên vải lanh thì cũng tùy loại. Nếu như mà chúng ta chọn vải lanh một lớp thì chắc chắn rồi nó sẽ không có tác dụng mà chống nắng hiệu quả. Bên cạnh đó thì những cái tia UVA, UVB có thể xuyên qua ánh nắng mà gây tác hại trực tiếp đến làn da của mình.
Và chúng ta thấy rằng là hiện nay thì trên thị trường có rất là nhiều những loại áo chống nắng khác nhau. Tuy nhiên thì rõ ràng là nhiều người từ tâm lý chọn áo chống nắng một cách qua loa đại khái, không những tồn tại mà còn xảy ra rất là nhiều người hiện nay. Tuy chỉ là chiếc áo khoác bên ngoài khi mà đi ngoài đường, tuy nhiên áo chống nắng cũng không kém phần quan trọng để tạo dựng hình ảnh của chúng ta trong mắt người khác. Bởi vậy, việc là chúng ta lưu ý chọn chiếc áo có kiểu dáng, màu sắc phù hợp với mình cũng rất quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh hình thức bên ngoài thì chúng ta cũng cần quan tâm tới chất liệu cũng như tác dụng chống nắng thực tế của chiếc áo mà mình sẽ mua. Trên thị trường hiện nay thì áo chống nắng đa phần là những sản phẩm có họa tiết, hoa văn rối mắt và kiểu dáng hạn chế hơn so với đa số các loại quần áo khác. Tuy nhiên, vẫn có những thương hiệu áo chống nắng có đầu tư về chất lượng, kiểu dáng, mẫu mã để chúng ta có thể tìm được cho mình một chiếc áo đẹp mắt và an toàn. Vậy làm thế nào để lựa chọn một chiếc áo chống nắng phù hợp sẽ có những điểm cần lưu ý. Đầu tiên là hãy bỏ ngay suy nghĩ sai lầm là áo chống nắng may bằng chất vải nào cũng được. Các chuyên gia đã chỉ ra rằng các loại vải thông thường có khả năng chống tia cực tím rất thấp, nên dù có che chắn kỹ càng thì tia cực tím vẫn có thể tác động tới làn da của chúng ta. Do đó, để đảm bảo an toàn trong việc chống nắng, ngoài yếu tố thời trang, người tiêu dùng nên chọn những sản phẩm đạt tiêu chuẩn UPF, hệ số đảm bảo chống tia UV của ngành dệt may đã được các cơ quan nghiên cứu bức xạ và an toàn sức khỏe đưa ra, có khả năng chống được tia UV. Và theo đó, các sản phẩm chống nắng nếu muốn đảm bảo được chức năng chống tia UV phải có thành phần hoặc là các chất chống nắng, ở những lớp phủ nano chống nắng, các thành phần này sẽ có tác dụng ngăn chặn tác động của tia UV lên làn da của chúng ta. Và với nhiều người thì hiện nay mới chỉ chú trọng vào mặt là trùm kín người của áo chống nắng mà thôi, lại quên đi những chiếc áo chống nắng chỉ giúp họ che được nắng chứ không ngăn cản được tia cực tím hay còn gọi là tia UV, vốn là yếu tố chính dẫn đến rất nhiều những căn bệnh liên quan đến da. Và đây cũng chính là nguyên nhân khiến phần lớn các sản phẩm chống nắng chỉ được thiết kế dày và dài hơn để giúp phủ kín được da dưới ánh nắng, mà không hề hoặc là có rất là ít sản phẩm sử dụng bất kỳ các chất liệu có chức năng là chống nắng, và dẫn đến các căn bệnh về da thường thấy như là chúng ta bị nám da này, bị sạm da này, dẫn đến lão hóa da và nguy cơ nguy hiểm hơn đó chính là gây nên ung thư da. Thưa quý vị, các loại vải mỏng nhẹ, dệt sợi thưa là những cái chất liệu mà không có nhiều khả năng cao để bảo vệ da cũng như là chống nắng. Vì vậy mà khi mà đi mua những cái áo chống nắng như thế này thì chúng ta cũng nên lưu ý để có thể chọn được những cái chiếc áo chống nắng thật hiệu quả. Có một mẹo nhỏ có thể thử là bằng cách chúng ta sẽ soi áo dưới nắng. Nếu có thể thì nhìn qua vải sẽ thấy ánh sáng, thì tia tử ngoại cũng có thể lọt qua và tác động lên làn da của mình một cách rất là đơn giản mà hiệu quả, đúng không quý vị? Và chúng ta cũng cần hiểu rõ việc che kín với việc ngăn chặn được tia UV là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Và chúng ta sẽ cần chọn được chiếc áo chống nắng đảm bảo cả hai tiêu chí này, bởi vì chúng ta đầu tiên là cần chống nóng, chống rát cho làn da, và bên cạnh đó quan trọng hơn chính là ngăn chặn những tác hại của tia nắng mặt trời. Bởi vì tia UV thì có thể xuyên qua cả những cái vật dụng che chắn nếu như những sản phẩm đó không tốt và không đạt được tiêu chuẩn chất lượng. Ví dụ như là chiếc áo chống nắng chất liệu jeans chẳng hạn, thì đa phần chúng ta nghĩ rằng là jeans thì rất là dày và như vậy nắng rất là khó xuyên qua hoặc là đã có thể bảo vệ làn da của chúng ta rồi. Tuy nhiên thực tế là nếu như chúng ta mua vải jeans có hàm lượng cốt tông cao 100% thì mới chắc chắn là chống nắng tốt và thông thoáng. Còn nếu như là jeans pha thêm polyester thì sẽ khiến bạn cảm thấy bức bối khi mặc ngoài đường trong những ngày nắng nóng mà tác dụng chống nắng lại không bằng. Ngược lại, khi mà chúng ta chọn những chiếc áo được sản xuất từ loại vải cốt tông 100% và đặc biệt là chọn loại vải dày thì sẽ có khả năng chống nóng tốt và bên cạnh đó là chống được UV cũng như giúp chúng ta có thể thấm hút mồ hôi được tốt hơn. Vì vậy chúng ta cũng hãy nên lưu ý đến độ dày của áo. Áo chống nắng không cần phải có hai lớp, nhưng mà nếu áo đủ dày thì vẫn có thể chống nắng hiệu quả. Chúng ta nên tránh mua những chiếc áo quá mỏng vì những chiếc áo này không những không có tác dụng mà còn khiến cho da của chúng ta dễ bắt nắng hơn. Tuy nhiên điều quan trọng nhất chính là lựa chọn những chiếc áo có nguyên liệu có khả năng sẽ chống được nắng. Ngoài ra thì màu sắc cũng là một trong những yếu tố rất quan trọng. Cùng với một chất liệu trang phục có màu tối hơn thì chúng ta sẽ bảo vệ da được càng tốt hơn. Tuy trang phục sẫm màu gây hấp thụ nhiệt nhiều hơn, nhưng tác dụng ngăn cản bức xạ tử ngoại lại hiệu quả hơn rất là nhiều so với những cái trang phục mà có sắc màu tươi sáng. Để không có cảm giác quá nóng bức khi mặc váy chống nắng màu sẫm, các chị em nên lựa chọn chất liệu satin vì chất liệu này có cấu trúc tạo cảm giác nhẹ nhàng, mát mẻ cho người dùng.
Và những chị em khi mua áo chống nắng thì thường có tâm lý là tiết kiệm và chỉ mua một chiếc áo chống nắng thôi và nghĩ như vậy là đủ. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là có những cái thời điểm mà nắng nóng kéo dài vài tuần liền, thậm chí là cả tháng trời. Và như vậy thì chúng ta sẽ cần thay áo chống nắng thường xuyên, bởi vì mỗi lần chúng ta đi ra ngoài trời nắng thì chắc chắn là chúng ta sẽ đổ rất là nhiều mồ hôi. Khi đó thì mồ hôi sẽ thấm vào áo, và nếu như chúng ta mặc nhiều ngày liên tục thì chắc chắn là chiếc áo của chúng ta bên cạnh là có mùi thì còn rất dễ phát sinh vi khuẩn và khiến chúng ta dễ bị nhiễm bệnh. Bởi vậy chúng ta nên có ít nhất là hai chiếc áo chống nắng đổi nhau để phòng ngừa những câu chuyện đó xảy ra. Và khi mà chúng ta dùng xong áo chống nắng thì chúng ta sẽ cần giặt sạch sẽ và phơi để làm sao mà tạo độ thoáng mát, cũng như chiếc áo của chúng ta sẽ tránh khỏi việc là tích tụ những vi khuẩn bám trên chiếc áo và khiến chúng ta dễ bị sinh những bệnh trong mùa hè này. Và khi mà mặc áo chống nắng rồi thì cũng không phải là chúng ta sẽ quên đi tất cả những cái vật dụng che chắn khác. Bây giờ ra ngoài đường thì chiếc khẩu trang cũng cực kỳ quan trọng với chị em phụ nữ. Bên cạnh tác dụng là chống nắng cho làn da của mình thì còn giúp chúng ta chống bụi và các vi khuẩn xâm nhập. Ngoài ra thì hãy bảo vệ mắt của mình, bởi vì da mắt của chúng ta chính là một trong những nơi mà da nhạy cảm nhất, dễ tạo nếp nhăn cũng như ảnh hưởng nhất. Bởi vậy hãy đeo một chiếc kính râm khi mà chúng ta đi ra ngoài trời nắng. Và khi mà chúng ta đã có đủ vật dụng che chắn rồi thì chúng ta vẫn bắt buộc phải bôi kem chống nắng. Với những ai mà quan tâm tới vấn đề chăm sóc da thì chúng ta biết rằng dù trời nắng hay trời mưa, dù trời nắng ít hay nắng nhiều thì chúng ta vẫn bắt buộc phải bôi kem chống nắng mỗi khi mà chúng ta đi ra ngoài đường. Đúng và rồi. Cần phải xem là hiệu quả của kem chống nắng trong bao nhiêu giờ. Nhiều khi là chúng ta sẽ phải bôi 2 lần kem chống nắng trong một ngày. Nếu như với những người phải hoạt động ngoài trời nhiều, chúng ta đổ nhiều mồ hôi, bởi vì thường là chúng ta xếp một buổi sáng là có thể là tác dụng của kem chống nắng đã hết rồi, và lúc đó chúng ta sẽ cần phải thoa thêm một lần nữa. Có như vậy thì chúng ta mới có thể đảm bảo được cái sự an toàn cho làn da của chúng ta. Ngoài ra thì với cái kem chống nắng thì chúng ta cũng lưu ý đến cái mà hàm lượng SPF nữa. Thường cái SPF mà tốt cho da là từ tầm khoảng 30 cho đến 50 SPF. Nếu như mà chúng ta sử dụng cái lượng mà SPF càng cao như là 80, 90 mà còn cộng 200 nữa thì chúng ta sẽ thấy là cái hiệu quả chống nắng rất là tốt, nhưng mà bù lại thì nó sẽ làm cho da của mình dễ trở nên khô hơn rất là nhiều. Cho nên bên cạnh cái việc sử dụng kem chống nắng thì chúng ta cũng nên là trước khi thoa lớp kem chống nắng lên mặt thì nên nhớ là phải sử dụng thêm một cái lớp dưỡng ở phía bên dưới nữa. Và như chị Vân Anh đã chia sẻ, nếu như mà chúng ta sử dụng SPF mà những cái liều cao như là 80, 90 mà có cộng nữa thì có thể là tập khoảng 2-3 tiếng một lần chúng ta sẽ thoa lại một lớp kem chống nắng. Còn nếu như mà kem chống nắng chỉ dừng lại ở mức là từ 35 cho đến 50 thôi thì cái thời gian chúng ta thoa thì chắc khoảng là 1 tiếng thoa lại một lần thì nó mới có hiệu quả được. Dạ vâng, đúng như vậy. Và quay trở lại cái câu chuyện là chúng ta lựa chọn áo chống nắng như thế nào thì bên cạnh nào là chất liệu hay là chất lượng của chiếc áo chống nắng thì chắc hẳn chị em phụ nữ khi đi ra đường cùng với chiếc áo chống nắng vẫn luôn đề cao tính thời trang thẩm mỹ và phải luôn làm cho mình thế nào là đẹp. Và cũng qua những cái chia sẻ vừa rồi thì mong rằng là các chị em phụ nữ của chúng ta bây giờ sẽ biết cách chọn chiếc áo chống nắng như thế nào để vừa chất lượng này mà vừa đảm bảo được nét đẹp của mình khi đi ra đường, tôn trọng được cá tính của bản thân mình, và mong rằng là chiếc áo chống nắng sẽ là một người bạn thân thiết khi đi ra đường đối với các chị em phụ nữ trong mùa hè nắng nóng như thế này.